Cổ nhân nói, sống ở đời, người có phúc hay không, chỉ cần nhìn bốn điểm này sẽ rõ. Kính chào quý vị đến với kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, vận mệnh do mình tự tạo, phúc đức do mình tích lũy. Phúc của một người không phải món quà trời cho, cũng không phải từ người khác mà xuất phát từ chính trái tim của người đó. Cổ nhân dạy, muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần quan sát bốn đặc điểm này thì sẽ rõ. Ông cha ta từ xưa cũng dùng cách này để nhìn người. Vậy đó là những đặc điểm nào? Mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay nhé! Thứ nhất, đôi mắt dịu dàng bộc lộ sự thân thiện. Chúng ta lúc nào cũng thích ở cạnh người có đôi mắt hiền lành, toát lên sự thân thiện. Trong khi đó thì kiểu người có đôi mắt giận dữ, lạnh lùng sẽ khiến người khác xa lánh. Trong năm giác quan thì đôi mắt có sự bộc lộ rõ nhất khí chất, hạnh phúc của con người. Ai cũng thích đôi mắt cười cong cong, điều đó có nghĩa là người này vô cùng lạc quan, vui vẻ và có thái độ tích cực để giải quyết mọi vấn đề. Khi bạn có duyên ở gần những người này thì vô thức bạn sẽ được hưởng lây những năng động tự tin của người đó. Khi một người ở trong tình trạng tồi tệ, ánh mắt thể hiện sự đờ đẫn, khóe miệng sẽ trễ xuống. Trong cuộc sống, khi nhìn thấy một người có khóe miệng trễ xuống thì bạn chắc chắn sẽ không cho rằng người đó sống tốt, thậm chí còn chẳng muốn đến gần kiểu người này. Bởi vì những áp lực cuộc sống khiến cho họ kiệt sức, mệt mỏi. Mặc dù khuôn mặt của một người là loại phản hồi về tình hình hiện tại, nhưng chúng ta phải cố gắng để giữ bản thân mình sao cho ở trạng thái thật tốt nhất. Khi bạn có năng lượng tốt thì bạn sẽ thu hút những người giống bạn. Những người có khóe miệng tự nhiên và hơi nhếch lên thường sẽ tích lũy vận khí thật tốt. Thứ hai, khuôn mặt chân thật và cởi mở, lúc nào cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Nhiều người sẵn sàng kết giao với kiểu người có khuôn mặt tròn, có vẻ ngoài thật thà, tránh xa kiểu người có khuôn mặt nhọn, trông rất nham hiểm. Kiểu người có phúc thì thường được người khác tin tưởng sâu sắc, khuôn mặt họ lúc nào cũng có thể phản ánh được bản chất và trái tim của họ. Nếu họ là người sống chân thành, đáng tin cậy thì khuôn mặt sẽ bộc lộ sự trung thực, thẳng thắn. Đó chính là khí chất đã được tích lũy lâu dài qua năm tháng. Kiểu người có bộ mặt trung thực, cởi mở sẽ khiến cho mọi người cảm thấy an tâm hơn, mọi người sẵn sàng hợp tác với họ, có thể cho họ nhiều cơ hội, do đó mà họ chính là những kiểu người có phúc to. Thứ ba, nói năng dễ nghe, được lòng người khác. Một người sống phúc đức chắc chắn phải có lời nói, hành động hướng thiện. Nếu một người ngoài tuổi 60 vẫn minh mẫn, nói ra lời nào cũng toàn câu từ dễ nghe thì đó là người tích đầy phúc đức. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra. Những người gây họa chủ yếu là không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. Trước khi nói điều gì đó, người khôn ngoan phải cân nhắc, uốn lưỡi 7 lần để không động chạm tới người khác, được người xung quanh kính trọng yêu mến. Những người thực sự có phúc rất biết giữ mồm giữ miệng, biết nói năng chừng mực để làm chủ cuộc sống. Ở ngưỡng tuổi xế chiều, chúng ta càng cần biết nói năng đúng mực, giữ lại phước lành cho cuộc đời mình. Bạn hãy tránh xa những lời nói cay nghiệt, độc ác, đặt điều, vô vạ cho người khác, nên chăm chút cho đời sống cá nhân mình thay vì lo chuyện bao đồng. Thứ tư, con cái là người có hiếu, có chí tiến thủ. Giữa những bộn bề của cuộc sống, có đôi khi chúng ta tự hỏi mình, tại sao khi càng trưởng thành ta lại càng không thể kiên nhẫn, rất dễ nổi cáu với cha mẹ mình. Con người chúng ta không tự ý thức được rằng mình đang đặt hy vọng quá cao với mọi người trong nhà. Ta thường có thể rất nhẫn nại với người khác bởi vì luôn sợ rằng mọi người sẽ không hiểu được mình. Ta sẵn sàng nhẫn nại chia sẻ, chịu đựng để hai người hiểu nhau hơn. Nhưng đối với cha mẹ, những người gần gũi nhất của mình, chúng ta dễ dàng ngộ nhận cho rằng
cha mẹ mặc nhiên phải hiểu và ủng hộ mình. Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể kiên nhẫn, rất dễ nổi cáu với cha mẹ mình? Con người chúng ta không tự ý thức được rằng mình đang đặt hy vọng quá cao với mọi người trong nhà. Ta thường có thể rất nhẫn nại với người khác bởi vì luôn sợ rằng mọi người sẽ không hiểu được mình. Ta sẵn sàng nhẫn nại, chia sẻ, chịu đựng để hai người hiểu nhau hơn. Nhưng đối với cha mẹ, những người gần gũi nhất của mình, chúng ta dễ dàng ngộ nhận cho rằng cha mẹ mặc nhiên phải hiểu và ủng hộ mình. Theo thời gian, khi chúng ta ngày một trưởng thành, cha mẹ cũng ngày càng già yếu đi, dẫn tới việc họ ngày càng hy vọng chúng ta hỗ trợ, quyết định, giúp những vấn đề. Chúng ta cứ lầm tưởng rằng kiếm được nhiều tiền sẽ giúp cha mẹ mình có một cuộc sống an nhàn những năm cuối đời. Thế nhưng điều họ cần lại không phải những thứ đó. Họ không cần cuộc sống quá cao sang về vật chất, mà điều họ cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Điều bố mẹ mong mỏi ở con cái là khi có việc cần giúp đỡ, họ không cần phải nịnh nọt để nhờ con giúp, không cần phải dè dặt cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, cũng không cần lo lắng vì mình già yếu, bị con cái coi thường xem nhẹ. Yêu thương thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ mình chính là giữ được sự uy nghiêm vốn có từ khi họ còn trẻ, để họ mãi luôn được tự tin thẳng thắn trước mặt con cái. Thái độ đối xử tốt nhất mà chúng ta nên dành cho cha mẹ là luôn đặt họ ở vị trí quan trọng trong lòng mình, luôn quan tâm tới cảm xúc của họ. Cổ ngữ nói, bách thiện hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu, hành thiện tích đức trước hết là hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được ví là phúc điền lớn nhất trên thế gian. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Một người ngỗ ngược với cha mẹ thì đó chính là bất hiếu, chắc chắn sẽ hao tổn phúc đức của bản thân. Chính tư tưởng đổ lỗi cho người khác đã hút đi phước lành. Khổng Tử tin rằng không nên đổ lỗi cho trời hay thiên vị người khác. Có đi học và đi lên mới biết mình là ai, là người quân tử, không nên phàn nàn về số phận của bản thân, cũng không nên đổ lỗi cho người khác. Trời Phật có mắt biết hết những gì chúng ta nói và làm. Phật dạy về số phận, nói cuộc sống sắp đặt, làm cho một số người đau khổ, gặp khó khăn thực ra chỉ để rèn luyện tâm tính của họ. Thật nực cười, những người đã được mời mài giũa lại cảm thấy luật trời không công bằng và oán giận những người xung quanh họ mà không biết rằng mỗi lần vượt qua khó khăn là mỗi lần bản thân được trưởng thành, thông thái hơn. Tức giận không bao giờ là một điều tốt. Thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn vốn là một tiểu thư quyền quý nhưng luôn phàn nàn về ông trời và những người xung quanh. Chẳng phải bạn đang sống như một người hèn hạ, đầy oán hận sao? Sống như thế thì làm sao có thể được ban phước? Tâm bất an hút hết phúc lành. Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống là mọi người sống hòa thuận với nhau và không tham gia vào quá nhiều việc làm hại lẫn nhau. Nhưng thực tế là ai cũng có những toan tính nhỏ nhặt của riêng mình. Tính toán quá chi ly, không có quá nhiều sự nhún nhường và thỏa hiệp, chỉ có sự hiếu thắng của kẻ hám lợi mà thôi. Đến cả người thân trong nhà đôi khi còn ganh ghét nhau, làm khó nhau. Lòng người có thể gói gọn trong chữ bồn chồn. Nếu một người bồn chồn, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người đó. Nếu một nhóm người bất an sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Từ góc độ tâm lý con người, nếu cuộc sống quá bình thường thì sẽ có người đến quậy phá. Nếu cuộc sống quá ổn định thì sẽ có người bất an. Nếu cuộc sống quá bình lặng thì sẽ có người phá hoại. Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Chính cái lòng không yên đã khiến người ta làm những việc này. Một khi con người trở nên bất an liên tục, không chỉ phước lành của bản thân họ sẽ mất đi, mà ngay cả phước lành của gia đình họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu bạn đọc câu chuyện về giàu vật chất nhưng bất an, sẽ thấy bản thân mình có bao nhiêu ảo vọng, bất an để rồi tự đánh rơi phước lành của bản thân và gia đình. Tham lam sẽ hút đi vận may. Trên thế giới này có bao nhiêu người đang chiến đấu, hay có bao nhiêu người buông tay, có bao nhiêu người đang cạnh tranh. Nếu một người tranh giành thứ không thuộc về mình rồi trở nên quá cố chấp thì đó là đi ngược ý trời. Sớm muộn cũng sẽ hiểu nhân quả không chừa một ai. Trong một gia đình, một số anh chị em tranh giành tài sản không phải của mình với những người ruột thịt. Kết quả là nó vừa phá hủy mối quan hệ gia đình, vừa biến những người thân xung quanh họ thành kẻ thù. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật. Tất cả những gì không thuộc về mình, dù có ép buộc thế nào cũng chẳng được gì, đồng thời cũng làm hỏng cả phần đời còn lại. Nhân quả rất công bằng, nó có thể lấy lại những gì đã trao cho người không xứng đáng. Trên nhân đạo là thiên đạo, đừng xem thường ý trời. Gia đình nào mà càng có nhiều con cháu tham lam thì càng về sau gia đình đó càng mất phước rất nhanh. Có đức mặc sức mà ăn. Phật dạy 10 cách tích đức giúp con người sống an nhàn sung sướng cả đời. Việc làm tích âm đức thứ nhất, năng kết thiện duyên. Duyên chính là quan hệ giữa người với người. Thiện duyên tức là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này lợi cho mình mà cũng ích cho cả người. Cho dù có thích hay không, chúng sanh trên đời đều cần phải kết thiện duyên, tránh xa ác duyên. Đây cũng là một trong những phương thức tích phúc báo tốt nhất. Vậy vì sao kết thiện duyên lại là việc làm tích âm đức quan trọng? Phật gia cho rằng thiện duyên giống như một chuyến đò ngang của sinh mệnh. Chỉ có những người năng kết thiện duyên rộng rãi thì mới có thể ngồi trên chuyến đò hướng đến tương lai tốt đẹp đó. Một người bình thường sẽ rất vất vả và cũng phải trải qua trăm ngàn khó khăn mới có thể đạt được mục tiêu của đời mình. Nhưng người năng kết thiện duyên thì có thể đạt được dễ dàng hơn. Một người bình thường khó tránh được tai họa, nhưng người năng kết thiện duyên lại có thể gặp họa mà hóa lành. Cuộc sống khó ngờ, ác duyên là thiện duyên. Trong Phật gia có một câu chuyện kể rằng, một lần Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt các đồ đệ đi truyền pháp và hóa duyên. Khi đến cạnh một con sông lớn, Ngài hỏi các đồ đệ của mình rằng, có một khối đá tảng rộng 3 thước vuông đặt ở trên nước mà không bị chìm, trái lại còn có thể đi qua sông. Tảng đá ấy cũng không bị ướt. Các con có thể nói cho ta biết rốt cuộc nguyên nhân là vì sao không? Các đệ tử trầm tư suy nghĩ, không ai nói ra được đạo lý trong đó. Cuối cùng, họ không còn cách nào đành thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời, đạo lý này rất đơn giản. Đó là do tảng đá ấy có thiện duyên. Thiện duyên của tảng đá là gì? Chính là chiếc đò. Tảng đá đặt trên đò mà xuôi qua sông, nên bản thân nó không tự nhiên bị chìm xuống, cũng không bị ẩm ướt. Con người trên thế gian cũng là như thế, chỉ có gặp được thiện duyên mới có thể có được lợi ích, có được điều tốt đẹp mới có thể làm thành việc tốt, mới có thể trở thành người tốt. Nếu không thì chỉ có thể làm chuyện xấu, trở thành ác nhân. Cho nên, con người sống trên đời nên lựa chọn cho mình một người thầy tốt, kết giao một số bạn bè tốt, đây cũng chính là thiện duyên của con người. Mỗi một ý niệm đều dẫn đến nhân quả báo ứng, là tốt là xấu tùy thuộc vào hành động và tu hành của mỗi người. Càng nhiều ý niệm, ngôn ngữ hay hành động thiện lành thì càng nhiều âm đức được tích góp lại. Đồng thời, bạn cũng sẽ góp nhặt được càng nhiều thiện duyên. Một người biết cách đối nhân xử thế, biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp thì cuộc sống và công việc của người đó càng thêm thuận lợi, suôn sẻ như ý. Cuộc đời của người đó tự nhiên cũng ngập tràn may mắn. Việc làm tích âm đức thứ hai là tu thân dưỡng tính.
Phật gia có ngũ giới 5 điều ngăn cấm bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức rất hiệu quả. Sở dĩ Đức Phật đặt ra 5 giới vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Bạn có biết vì sao cửa nhà Phật cấm rượu? Không sát sinh để nhận phúc báo trường thọ, không trộm cắp để nhận phúc báo đại phú đại quý, không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người, không nói dối để nhận lại sự tôn kính của mọi người, không uống rượu để luôn giữ được sự minh mẫn và thông tuệ. Cho nên tu ngũ thiện, 5 điều thiện thì mới có thể được phúc báo trường thọ an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn. Nếu trong năm dài tháng rộng của cuộc đời, bạn có thể dùng ngũ giới để tu thân, tương lai chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt xứng đáng. Khi hành thiện tích đức đủ nhiều, quả báo cũng tăng lên theo đó. Bởi vì tích đủ thiện mới có thể biến thành âm đức, phúc báo che chở cho con cháu nhiều đời sau. Việc làm tích âm đức thứ ba là năng bố thí. Phật gia dạy rằng bạn bố thí đi cái gì thì sẽ nhận lại thứ đó. Bố thí cũng giống như gieo trồng hạt giống, bố thí càng nhiều thì thu hoạch càng bội thu. Cần phải hiểu rằng bố thí ở đây không chỉ là hành động quyên tặng, dâng cúng cho các thầy sư trong chùa miếu mà bao gồm rất nhiều phương diện. Bố thí tài thì nhận về phúc báo, bố thí pháp thì thu về trí tuệ. Tu nhân tích đức, làm việc thiện, trời không phụ lòng. Mỗi ngày thêm một nụ cười, thêm một câu tán thưởng, thêm một lần nhường nhịn, thêm một hành động giúp đỡ, đó đều là hành động bố thí. Bố thí thực ra chính là đang tu phúc và tu trí tuệ. Tâm thái của bạn ra sao sẽ quyết định cách bạn nhìn thế giới. Khi bạn dang hai cánh tay, thế giới cũng sẽ ôm lấy bạn. Nụ cười của bạn sẽ đổi lấy nụ cười của người khác. Câu tán thưởng của bạn sẽ đổi lấy hảo cảm từ người khác. Hành động giúp đỡ của bạn đổi lấy lời cảm ơn. Trong quá trình truyền đi tình yêu và sự ấm áp, bạn bất giác đã tự tích âm đức cho chính mình. Hơn nữa, thường xuyên hành thiện, gia đình của bạn cũng sẽ êm ấm, sự nghiệp thông thuận, mọi chuyện cát lành. Đó chẳng phải là một cách tích âm đức hiệu quả đó sao? Việc làm tích âm đức thứ tư là hiếu kính cha mẹ. Cổ ngữ nói, bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trong 100 cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức trước hết là phải biết hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được ví là phúc điền lớn nhất trên thế gian. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Phật gia có dạy, nếu có thể hiếu kính cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng, phúc đức là vô tận. Hiếu thuận cha mẹ chính là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm được việc làm tích âm đức thứ ba này sẽ đạt được 4 loại phúc báo, là người đường hoàng, sung túc giàu có, tam an vô bệnh, trường thọ an khang. Có thể tưởng tượng một cách đơn giản hơn, một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận hạnh phúc, tâm trạng mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái, tâm thái cũng vì vậy mà khoan hậu hiền hòa, đối nhân xử sự cũng khéo léo, không câu nệ toan tính. Phúc báo tự nhiên cũng đến cuồn cuộn không ngừng. Bậc làm cha mẹ nên trở thành tấm gương sáng cho con cái. Thân là con thì phải coi việc hiếu kính cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu. Đây chính là một trong những việc làm tích âm đức trực tiếp nhất mà ai cũng nên ghi nhớ. Đừng bỏ lỡ lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ hiếu. Và phần tiếp theo, xin gửi đến quý vị câu chuyện ý nghĩa. Con có cha như nhà có nóc. Chị Huệ luôn lấy câu đó để làm phương châm sống của mình. Nhà phải có nếp có tẻ, có đàn ông đàn bà mới đầy đủ. Vắng đi một bên thì chẳng còn ý nghĩa gì.
đàn ông có tệ cũng hơn đàn bà khi cần việc đàn ông. Đàn bà có tệ cũng hơn đàn ông chuyện con cái bếp núc. Huệ lớn lên khi cha đã mất, nhà chỉ có mấy mẹ con túm lại với nhau. Những khi bị người ngoài bắt nạt, khinh khi, mẹ của Huệ lại nói: "Nếu cha các con còn sống, đố đứa nào dám tới tận nhà ức hiếp mẹ con mình thế này." Bà vừa nói vừa lau nước mắt, như muốn lau khô những tủi hờn của người đàn bà kém may mắn khi chồng vắn số. Nhà có đàn ông sẽ khác, người như bà sẽ không bị quấy rầy, gạ gẫm bởi những đàn ông đã có vợ con đề huề, ra ngoài vẫn ghẹo bướm trêu hoa. Tủi nhục nhất là đàn ông khác đều nghĩ phụ nữ quá như chỗ làm từ thiện, có người gõ thì phải đon đà ra mở cửa. Huệ đã chứng kiến bao lần, ban ngày thì những người đàn bà kéo tới bắt nạt mẹ Huệ, ban đêm thì bọn đàn ông thay nhau giật cửa đòi vào. Chồng Huệ ngày nào cũng chăm sóc cho chị, là no đòn với những trận đòn của chồng. Anh ta say, đánh, anh ta ghen, đánh, anh ta buồn, đánh, nhà hết tiền, đánh. Huệ lầm lũi nuôi con, không có ý định bỏ đi, mà bỏ đi đâu? Xung quanh chị, phụ nữ toàn sống như thế. Có rách nát gì cũng là mái nhà của mình, cố chấp lại mà sống. Cố mà hiểu đàn ông ở làng này, họ có nỗi đau cuộc đời, họ có nỗi khổ, nỗi nhục mà chẳng bao giờ nói với phụ nữ. Không nuôi nổi gia đình, nhục, không nuôi nổi bản thân, nhục. Cha mẹ không nhờ vả được, họ bất hiếu, nhục. Vợ không sinh được con trai, nhục. Họ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay chỉ vì họ bất lực với chính mình, với cuộc đời mình. Và cũng để che giấu sự thật rằng họ lười lao động và sống tựa vào những người đàn bà vốn đã đủ lam lũ. Huệ ít nhất không khiến chồng phải chịu nhục vì chỉ sinh được cho anh cậu con trai ngay lần sinh đầu tiên. Những đứa con ra đời dần khẳng định vị trí của người vợ trước chồng và gia đình chồng. Với chị, lữ con trai là tất cả. Nó là nơi mà nhà chồng không đụng được vào chị vì hai chú em chồng sinh con toàn là gái. Bà mẹ chồng muốn hành con dâu nhưng cũng phải dè chừng thằng cháu nội. Lữ đã bảo vệ chị từ lúc nó còn chưa biết đi. Năm nay Lữ đã 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Nó lầm lũi làm việc đồng áng phụ cha mẹ. Bạn bè ở tuổi này thường đã có bạn trai, bạn gái hay mắt nghiêng mày ngó, nhưng Lữ thì chưa. Chị Huệ cũng hay quan tâm chuyện của con, đôi khi hỏi: "Con thích cô nào chưa? Dẫn tới ăn cơm với mẹ." Thì Lữ gắt lên: "Mẹ buồn cười thế nhỉ, yêu đương mệt người, dính vào chỉ làm khổ nhau." "Thì cũng có lúc con đến tuổi lấy vợ, chẳng lẽ không? Khổ thì khổ, như bố mẹ có sung sướng ngày nào đâu, nhưng rồi vẫn sống thì mới có các con chứ, không tự nhiên mà có được à? Đời người ngắn ngủi, có con cái là có tất cả." "Không phải đâu mẹ, đời người rất dài, không có người khác thì mình vẫn có thể sống tốt." "Con nói thế là thế nào? Là con cái không cần cha mẹ hay cha mẹ không cần con cái?" "Mẹ phức tạp quá nên đời mẹ khổ." "À không, mẹ nghĩ đơn giản quá nên đời mẹ khổ." "Ai bảo Huệ khổ, chị gạt phát đi. Khổ là phải thua chị kém em. Nhưng nhìn lại, cuộc đời chị không đến nỗi nào. Tuy lúc nhỏ thiếu cha, nhưng lớn lên thì lấy chồng, bước vào gia đình nhà chồng, có ông bố chồng, ông chồng, hai người em trai chồng, tổng cộng là 4 người đàn ông. Nhà chồng chị cho chị không khí khác hẳn nhà mẹ chị. Nếu trước kia mấy mẹ con có chuyện gì là chỉ biết chốt cửa rồi ôm lấy nhau khóc, thì ở nhà chồng chị, cửa mở, cổng mở, đố ai dám xông vào mà gây chuyện bắt nạt. Chồng chị vẫn nói, đời này mà không cứng sẽ bị nó cưỡi cổ đè đầu. Đôi khi Huệ tủi thân vì chồng chị cũng lấy phương châm sống đó ra sống với chị.
Nhưng suy đi xét lại, chị vẫn thấy mình hơn chính mẹ mình và mọi người đàn bà ở chốn làng quê này. Những người đàn bà quê đáo để chống lại chồng, kết cục đều chẳng ra gì. Đó là bà Thơm vừa dùng gậy vụt ông chồng hom hem vừa chu chéo: "Ông ấy đánh tôi, ông ấy muốn giết tôi." Nhưng cả làng chỉ cười vì biết ông chồng bà chẳng bao giờ đánh nổi bà. Nhà bà là ngoại lệ. Đó là chị Trinh, người phụ nữ bán thịt uốn lượn con dao pha nhoay nhoáy, đã chém cho ông chồng một nhát vào chân vì tội lăng nhăng, giờ thì sống với ông chồng què, vừa bán thịt vừa nuôi ông ấy. Chị Huệ chấp nhận để chồng bắt nạt còn hơn để người ngoài bắt nạt. Sau này có con dâu, vợ lữ, chị cũng sẽ dạy con dâu biết cách sống đúng phận người đàn bà. Nhà có thế nào vẫn cần có nhà, đàn ông có thế nào vẫn là đàn ông, mình làm sao thay thế được họ. Xấu tốt gì cũng cứ nhận lấy mà sống vì các con. Mẹ đừng vì các con mà chấp nhận bị bố đánh như thế. Thì nhà nào chẳng thế, bát đũa cũng có lúc xô lệch, người Việt mình xưa nay vẫn thế. Mẹ đừng nói thế, ở nước ngoài người ta đâu có thế, nếu không sống được, vợ chồng người ta chia tay nhau liền. Nước ngoài nào, mẹ xem phim Hàn cũng thấy đàn ông đàn bà, họ cũng sống vậy đó thôi. Đấy là mẹ không xem được phim khác, mẹ chỉ xem được mấy bộ phim truyền hình. Thôi, các con đừng đấu tố mẹ, đời mẹ khổ nhiều rồi. Nói rồi, chị Huệ lại khóc làm Lữ và hai đứa em gái nín thinh. Mẹ, tại sao mặt mẹ thâm tím thế này? Mẹ trượt chân ngã ngoài giếng nước. Mẹ nói dối, bố qua lại với cô Đào chứ gì. Con đừng hỗn láo, bố con biết là chết. Mẹ điên rồi, tại sao bố không sợ mà con lại phải sợ? Nhà phải có nóc, không lẫn lộn trên dưới được. Bố con có tệ với mẹ, nhưng vẫn là bố của các con. Mẹ ơi, sao mẹ sống khổ vậy? Sao mẹ bắt chúng con sống khổ vậy? Cậu con trai 17 tuổi nấc lên. Chị Huệ biết chuyện cô Đào, nhưng chị không dám nói với ai. Chị đã bò ngoài hàng rào nhà cô Đào nhiều buổi chiều, chỉ để bắt gặp chồng mình đi vào mà mãi không đi xa. Hai kẻ vụng trộm đón nhau như chủ nhân, kẻ bị mất cắp chui lùi ngoài hàng rào như kẻ trộm. Chị biết rõ chuyện nhà Đào, cô này chồng đi xuất khẩu lao động vài năm mới về một lần. Cô ta cũng một mình nuôi ba đứa con, đàn con còn nhỏ hơn con chị. Khi biết chuyện chồng qua lại với người đàn bà này, đầu chị cứng lại như lần đầu tiên chị đi họp lớp, được vào nhà hàng, chị đã ăn nhầm phải cả thìa một tạt. Cảm giác ăn trúng một tạt đã thao chị cả tháng trời nay. Chị quyết tâm theo dõi chồng và nhân tình để bắt họ tại trận. Nhưng khi bắt được, chị phải làm gì thì chị không biết. Có thể anh chồng sẽ cho chị một bạt tai rồi đuổi về để hai người lại vui vẻ tiếp. Có thể chị sẽ lao vào giật tung cánh cửa, quyết sống chết với họ một phen. Nhưng chỉ nghĩ đến đó, chị đã tim đập chân run. Chị chưa bao giờ dám cãi lời chồng. Chị cũng chưa dám đánh nhau với ai bao giờ. Chị càng không thể kéo các con theo, vì như thế các con chị sẽ mất bố. Mà chị hiểu cảm giác con gái không có bố sẽ như thế nào. Đêm mùa hè trời oi ả, trời có trăng, nhưng những đám mây đen liên tục trườn qua. Lữ và các em đi coi văn nghệ xã. Hôm nay có ca sĩ từ thành phố về. Ở chốn quê này, nếu không có những hội chợ xanh xanh đỏ đỏ, sẽ buồn lắm. Buồn vì ai cũng như ai, làm chừng ấy việc, ăn chừng ấy món, năm này qua năm khác. Những người đàn ông sòng sọc điếu cày, những người đàn bà túm tụm ngồi rình chuyện nhà khác. Tivi mở ra toàn game show với quảng cáo thuốc gia truyền. Đám thanh niên chỉ còn nước tụm lại với nhau ngoài quán cóc, hát hò, giao lưu, qua loa, kẹo kéo, uống mấy ly trà sữa rồi đánh bài rồi về. Chúng nhìn thế giới của người lớn đạm bạc nhưng chẳng thể quay đầu, vẫn phải nhích chân về cùng phía ấy. Vì có mấy đứa chịu học hành
hay học hành được đâu. Đêm mùa hè như dài vô tận, không giống như mùa đông, người ta dễ chìm vào giấc ngủ vì giá rét, như con thú ngủ đông để quên cả thế giới này. Mùa hè mọi thứ rất dài, khi cái nóng làm cho vạn vật như chảy ra, và thời gian cũng vậy. Những đôi vợ chồng trung niên nằm bên nhau nín lặng vì họ không còn gì để nói với nhau. Chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa, con cái thì đã nói với nhau hơn 20 năm rồi. Hết chuyện, họ cũng không dám nói với nhau chuyện tương lai, vì tương lai mỗi ngày một ngắn. Tóc họ đã 2 màu, một nửa màu trắng nhắc họ những ngày đã đi qua. Một nửa màu đen còn lại, họ chỉ còn đếm từng sợi, từng sợi. Họ sợ màu đen sẽ nhanh chóng bay đi. Á, cứu tôi! Có tiếng người phụ nữ chu lên, rồi cổ họng bị bóp nghẹt lại. Chỉ còn nghe tiếng ặc ặc như cá nổi trên nước. Mà không phải tiếng cá, đó là tiếng người sặc nước, hay tiếng người uống nhầm phải nước sôi, hay cái gì khác. Nó quá đỗi bình thường ở chốn này. Đó là tiếng của Huệ. Á! Tiếng kêu lần này to hơn, trầm hơn. Chiếc đòn gánh bổ xuống trúng gáy lịm hẳn. Rồi không còn tiếng người, không còn tiếng khóc. Đó là tiếng cuối cùng của chồng Huệ. Chị Huệ ra tòa với tội danh giết người. Người nhà chị đôn đáo chạy đi xin các giấy tờ huân huy chương chứng minh chị có thân nhân tốt. Chỉ là chị mắc tội ngộ sát, vô ý làm chết người trong cơn tự vệ trước người đã có hơi men. Phiên tòa xét xử lưu động về tận làng đánh thức cả làng từ mấy ngày hôm trước. Già trẻ trai gái đều mong ngóng ngày được nhìn thấy kẻ sát nhân mang hình hài phụ nữ. Kẻ ngày thường đội lốt người hiền lành lương thiện, nay hiện nguyên hình là kẻ ác, mà ác hơn nữa là đoạt mạng chính chồng mình. Họ mong nhìn thấy gương mặt thật của chị, chứ ngày thường họ lạ gì chị ở làng này. Họ nửa mong nhìn thấy kẻ đã dám làm chuyện động trời ở cái làng này. Họ vừa sợ câu chuyện của chị tràn vào nhà họ. Cô Huệ ngày thường cũng hiền lành nhu mì mà sao ghê gớm thế nhỉ? Chắc phải lòng trai rồi về giết chồng. Xưa nay nhà đấy tử tế lắm, có trên có dưới, gia đạo đàng hoàng. Chắc lỡ tay thôi, chứ ông kia khỏe lắm, dễ nặng gấp đôi cô ấy, chứ dễ gì mà hạ được ông ấy. Kiểu này là lão kia bị chuốc cho say rồi mới ra tay. Các ông chồng sau vụ này cứ liệu hồn cẩn thận. Chị Huệ bình thản bước vào phiên tòa. Chị không nhìn một ai, kể cả ảnh thờ của ông chồng được người nhà mang tới. Người làng sửng sốt vì đôi mắt ấy giáo hoành. Nó không hề gợn chút ăn năn của kẻ vừa làm việc dại dột, bất nghĩa. Nó chỉ có thể là của kẻ gian tà đã lầm đường lạc lối, có nhân tình mới rồi hạ sát chồng. Khi một người đàn bà đã đổ đốn, nó còn đáng sợ hơn một người đàn ông. Người ta tin là vậy. Ai thương chị thì nói, con run xéo lắm cũng quằn. Công tố viên đọc lời buộc tội, luật sư nhiều lần xin ngắt lời, nhưng tòa ra hiệu chờ. Tai chị Huệ không còn nghe thấy gì, chị đang là tội phạm mang bản án giết người. Nhưng chị thấy mình hoàn toàn tự do, chị thấy mình đang bay lâng lâng như con chim xà xuống mái nhà nơi chị từng lớn lên với mẹ và các em gái. Mẹ chị như con gà mẹ tần tảo kiếm ăn, nuôi các con lớn lên không một lời kêu than. Chị không thể nói giữa chị và mẹ, một người mất chồng sớm, một người mất chồng muộn hơn, ai sướng, ai khổ. Đám đông chen lấn ồn ào như đi xem kịch. Phải, gia đình chị không phải bi kịch thì cũng là hài kịch còn gì. Đến lúc hạ màn, người ta mới vỡ òa ra, nhân vật nữ chính thật là đáo để. Dù là lỡ tay hay cố ý đánh chết chồng, cô ấy cũng làm cho những người dân làng này phải nhớ, phải sợ. Đám đông kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó thì họ tranh thủ ra bản án. Tội này chắc cũng phải 15-20 năm.
Ông chồng ra đi nhanh gọn thế thì chắc chỉ tù chung thân cũng là số phận cả. Tử hình chứ, mạng đền mạng còn gì. Rồi cũng tới lúc tòa tuyên án. Chị Huệ, như lời khai của chị nhất quán từ khi vụ án xảy ra, đã xác nhận rằng vào lúc 11 giờ đêm, khi chồng trở về nhà trễ, đã nảy sinh máu ghen tuông nên đã vung đòn gánh đập vào gáy chồng. Chị Huệ khai, khi đó các con đều đang đi xem ca nhạc ở sân vận động của xã. Chị đã một mình chuẩn bị kế hoạch sát hại chồng. Chị chấp nhận mọi hình phạt nghiêm khắc nhất với mình. Sau khi xem xét tất cả các hồ sơ liên quan, tòa tuyên chị Huệ vô tội và sẽ được thả tự do ngay tại tòa ngày hôm nay. Đám đông gào lên la ó phản đối. Thế là thế nào, giết người mà vô tội à? Kể cả giết người vì phòng vệ thì cô Huệ cũng phải vào tù. Xin bà con trật tự, chúng tôi yêu cầu luật sư đọc lời khai của một nhân chứng qua lá thư này. Tôi xin kể lại câu chuyện của vợ chồng bà Huệ. Vợ chồng bà Huệ sống không điều tiếng gì với bà con làng xóm, không có nghĩa là vợ chồng hạnh phúc. Tính bà Huệ vốn nhu nhược, ông Lưu chồng bà Huệ là người nóng nảy cục xúc ra trường. Bà Huệ thường xuyên bị đánh đập nhưng nhẫn nhịn vì con. Thời gian gần đây, bà Huệ biết rõ chồng mình thường qua lại nhà cô Đờ trong làng nhưng không dám nói. Bà Huệ đã hai lần định uống thuốc diệt cỏ nhưng rồi lại vứt bỏ hai lọ thuốc ở sau nhà. Bà Huệ đã nhiều lần đi theo chồng tới tận nhà cô Đờ nhưng rồi lại quay về không làm gì cả. Đêm xảy ra án mạng, bà Huệ muốn một lần nói thẳng với chồng cho hết lẽ rồi vợ chồng chia tay. Nhưng khi bà Huệ vừa đề cập đến chuyện của bà Đờ thì ông chồng đã siết cổ vợ. Nếu không có chiếc đòn gánh đập xuống thì chắc chắn ông Lưu đã giết chết bà Huệ. Hôm đó ông Lưu đã uống rượu say và không làm chủ được bản thân nữa. Chính tôi là người đã lẻn vào nhà bà Huệ lúc hai ông bà chỉ có một mình ở nhà. Chính tôi đã chứng kiến vợ chồng họ cãi cọ. Chính tôi là người đã vớ lấy chiếc đòn gánh trong góc nhà đập vào đầu ông Lưu lúc ông Lưu chồm lên siết cổ vợ. Bà Huệ sau đó đẩy tôi chạy đi và tự mình đi đầu thú. Nhưng tôi không muốn chạy trốn chính mình, tôi đã quay lại đồn công an. Vâng, tôi xin cam đoan mọi lời khai của tôi đều là sự thật và tôi xin tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.